Chào mọi người nha. Bây giờ là 6 giờ của tháng 7 âm lịch, tháng 8 dương lịch. Nghe nói mương lống của huyện Kỳ Sơn mây đẹp lắm, nhiều lắm. Nhưng cái kết giữa mùa hè không hề có một đám mây nào luôn. Mình chạy từ Mường Xén lên đây là hơn 40 cây số đấy, gần 50 cây. Kể cả vừa đi sang bên đồ Hội Tù để săn mây cũng không hề có một đám mây nào luôn. Nhưng vào tháng 1 và tháng 2, tức là vào mùa đông và mùa xuân á, thì mình đi từ Mường Xén khoảng tầm 20 cây lên thôi là đã có mây rất nhiều rồi. Rất nhiều mây rồi. Nhưng mà năm nay đi giữa mùa hè không hề có một đám mây nào luôn. 6 giờ sáng không hề có. Mình dậy từ kia 5 giờ, hơn 5 giờ thì phát lên đây. Rành chán. Chào mọi người nha.